Thế hệ mới của dòng xe Hyundai Santa Fe vừa chính thức được mở bán tại thị trường quê nhà Hàn Quốc để gia tăng khả năng cạnh tranh với Ford Everest và Toyota Fortuner. Nhờ mức giá bán cực rẻ, Hyundai Santa Fe 2024 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khách hàng. Sự quan tâm được thể hiện rõ khi trang web chính thức của Hyundai đã có lượng người truy cập tăng mạnh, thậm chí có những thời điểm người dùng không thể truy cập vào trang web của hãng xe Hàn Quốc do tình trạng quá tải. Hyundai Santa FE 2024 được bán ra tại thị trường Hàn Quốc với 3 phiên bản gồm Exclusive, Prestige và Calligraphy. Giá bán mẫu xe đối thủ của Ford Everest và Toyota Fortuner dao động trong khoảng từ 624 triệu đến 838 triệu khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá này đã tăng 41 triệu so với thế hệ tiền nhiệm. Ở thế hệ mới, Hyundai Santa Fe sở hữu các trang bị tiêu chuẩn bao gồm ghế, chức chỉnh điện trên thông hơi trên sưởi ấm, cửa cốp chỉnh điện, kính lái kính cửa sổ hàng ghế trước cách âm 2 lớp. Bộ vành hợp kim 18 in đèn pha LED. Bên trong cabin, nội thất của mẫu xe cùng phân khúc với Ford Everest và Toyota Fortuner được trang bị cổng sạc 220V, hệ thống quét vân tay, cổng USB Type-C, lọc không khí, điều hòa tự động, nắp ngăn chứa đồ mở hai chiều ở giữa hàng ghế trước, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 in và bảng đồng hồ với màn hình LCD 4.2 in. Phiên bản Prestige tầm trung được bổ sung đèn lùi hỗ trợ đỗ xe, hai sạc điện thoại không dây, rèm che nắng chỉnh tay cho hai hàng ghế đầu, ghế phụ lái chỉnh điện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 in nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm, kính cách âm hai lớp kéo dài đến hàng ghế thứ hai và đèn pha LED dạng projector. Ngoài ra, còn có các trang bị tùy chọn là hệ thống âm thanh Bose và bộ vành 20 in riêng phiên bản calligraphy cao cấp nhất sẽ có những chi tiết ngoại thất riêng như bộ vành hợp kim 21 in ốp gầm, hốc gió, trung tâm và lưới tản nhiệt. Nội thất của phiên bản này cũng cao cấp hơn khi sử dụng chất liệu giả ra ở khắp nơi. Chưa dừng ở đó, xe còn có vô lăng phối hai màu, chỉnh điện bốn hướng và những chi tiết bọc da lộn. Ở phiên bản này còn có những trang bị tùy chọn như hệ thống đèn viền LED nhiều màu, hệ thống âm thanh Bose cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh hai mảnh, ghế bọc da Napa hộp đựng đồ khử trùng UVC trên mặt táp lô và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Hyundai Santa Fe 2024 có trang bị an toàn khá đầy đủ, với hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống phát hiện lực nắm trên vô lăng, dung vô lăng để cảnh báo khi tài xế thả tay, hỗ trợ lái trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường nâng cấp và mười túi khí. Bản tầm trung sẽ có hệ thống cảnh báo khoảng cách đỗ xe bên sườn và hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc nâng cấp. Trong khi đó, bản calligraphy cao cấp nhất đi kèm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe. Hyundai Santa Fe 2024 tại thị trường Hàn Quốc có hai tùy chọn động cơ. Tùy chọn thứ nhất là động cơ xăng tăng áp dung tích 2.5 lít, 4 xi lanh với công suất tối đa 281 mã lực và mô men xoắn cực đại 422 Nm thể kết hợp với hệ dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Tùy chọn còn lại là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6 lít, sản sinh ra tổng công suất 235 mã lực. Để giữ trọng lượng thấp và bảo đảm khả năng tiết kiệm xăng, phiên bản Hybrid một cầu sẽ chỉ được trang bị bộ vành 18 in, chứ không có tùy chọn mâm lớn hơn. Hyundai Santa Fe 2024 tại thị trường Hàn Quốc có 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Trong đó, có cả cam đậm Terracutter Orange và xanh lá of -er Green Pearl. Bên cạnh đó, mẫu xe đối trọng của Ford Everest và Toyota Fortuner còn có hai cấu hình nội thất 6 chỗ và 7 chỗ.